mình đây, mình là Hương Quỳnh. Và ngày hôm nay thì đang có rất nhiều những thông tin hot trong giới công nghệ mà tôi muốn gửi đến các bạn. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy đến với bản tin của Taiwan ngày 3 tháng 5. Mi Band 4 lộ ảnh thực tế. Google ra công cụ tự động xóa lịch sử vị trí người dùng. iPhone X là smartphone bán chạy nhất thế giới năm 2018. Thông tin đầu tiên mà chúng mình muốn đem đến cho các bạn đó chính là Mi Band 4 lộ ảnh thực tế. Trang Reuters cho biết Mi Band 4 đã gửi tới cơ quan quản lý điện tử của Đài Loan để chứng nhận, do đó thiết bị sẽ được phát hành sớm hơn. Hình ảnh rò rỉ cho thấy sản phẩm mới của Xiaomi sẽ có màn hình lớn hơn so với Mi Band 3 hiện nay, mặt sau là cảm biến do nhịp tim quang học PPG. Một số nguồn tin cho rằng Mi Band 4 sẽ hỗ trợ theo dõi điện tâm đồ. Tính năng cao cấp được Apple đưa lên Watch Series 4 mới nhất. Bên cạnh đó, sản phẩm của Xiaomi còn dùng chuẩn kết nối Bluetooth 5.0 với tầm phủ sóng xa hơn 4 lần, tốc độ tăng gấp đôi và tiết kiệm năng lượng hơn 2,5 lần so với công nghệ 4.0. Mi Band 4 bán ở Trung Quốc sẽ có thêm kết nối NFC để hỗ trợ thanh toán điện tử, trong khi đó phiên bản cho các thị trường khác sẽ không có tính năng này. Mi Band 3 hiện đang được bán giá với khoảng 30 USD, khoảng 700.000 đồng. Phiên bản kế nhiệm được kỳ vọng có giá cao hơn không nhiều. Thông tin thứ hai đó chính là Google ra công cụ tự động xóa lịch sử vị trí người dùng. Google đang làm việc nhằm giữ dữ liệu của bạn luôn riêng tư và an toàn. Chúng tôi đã nghe phản hồi từ phía người dùng rằng cần cung cấp công cụ quản lý hoặc xóa dữ liệu đơn giản hơn, Google cho biết trong một bài đăng trên blog. Tính năng tự động xóa mới của Google sẽ diễn ra trong vài tuần tới, cho phép người dùng chọn thời gian lưu dữ liệu hoạt động của mình, từ 3 đến 18 tháng. Sau đó, những thông tin như lịch sử vị trí, hoạt động duyệt web và ứng dụng sẽ tự động bị loại bỏ trên hệ thống. Trước đây, Google từng cung cấp tính năng tương tự, nhưng chỉ cho phép người dùng xóa một phần dữ liệu và phải thao tác thủ công. Một số chuyên gia cho rằng, công cụ mới sẽ giúp thông tin cá nhân của người dùng không bị lưu trên máy chủ của công ty tìm kiếm, nhất là khi họ quên không xóa chúng. Động thái của công ty tìm kiếm Mỹ diễn ra sau khi vấn đề về quyền riêng tư được quan tâm tại nhiều nơi, đặc biệt là ở Mỹ và châu Âu. Tại hai thị trường này, Google và Facebook đã kiểm soát gắt gao sau loạt bê bối thu thập thông tin cá nhân, cũng như bị điều tra mục đích sử dụng những dữ liệu này. Năm ngoái, Facebook cũng tiết lộ tính năng tương tự có trên Clear History, cho phép người dùng xóa cookie và lịch sử theo cách thủ công, nhưng bị trì hoãn sau đó. Trong một sự kiện báo chí gần đây, giám đốc điều hành Facebook Guy Rosen cho biết công cụ này dự kiến sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2019. Thông tin cuối cùng đó chính là iPhone X là smartphone bán chạy nhất năm 2018. iPhone áp đảo bảng xếp hạng smartphone bán chạy nhất thế giới năm 2018 mới được Counterpoint Research công bố. Trong đó, 4 vị trí đầu tiên đều thuộc về Apple, nhưng không phải là các model mới nhất. Doanh số tổng cộng của iPhone X 8 và 8 Plus đạt gần 100 triệu máy, không có số liệu chi tiết cho từng dòng. iPhone XS Max vị trí số 7 và iPhone XR thứ 8 có doanh số mỗi loại khoảng 16 triệu chiếc, xếp sau model iPhone 7 ra mắt từ năm 2016. Mạch chiến thắng của Apple bị gián đoạn bởi Xiaomi Redmi 5A hạng 5 với 20 triệu máy được bán ra và Galaxy S9 số 6. Galaxy S9 Plus và Galaxy Z6 lần lượt ở vị trí thứ 9 và thứ 10. Danh sách này cho thấy các mẫu điện thoại cao cấp năm 2017 đã thành công hơn phiên bản 2018. Samsung và Xiaomi đều có sản phẩm bán chạy ở phân khúc tầm trung. Tuy nhiên, hãng điện thoại Hàn Quốc còn mạnh hơn cả smartphone cao cấp với bộ đôi Galaxy S9 và S9 Plus. Xét riêng tại thị trường Trung Quốc thì kết quả lại đa dạng hơn. 8 trong số 10 model bán chạy nhất năm 2018 thuộc về các nhà sản xuất nội địa, 2 ngoại lệ là iPhone X và iPhone 8 Plus. Oppo áp đảo với 6 đại diện, trong đó có R15 là điện thoại bán chạy nhất Trung Quốc năm ngoái. Vivo có 2 sản phẩm và Xiaomi có 1. Huawei, nhà sản xuất smartphone lớn thứ 2 thế giới, không có bất kỳ sản phẩm nào trong danh sách toàn cầu hay riêng ở Trung Quốc.
Theo Counterpoint, smartphone bán chạy nhất của thương hiệu này là P20 Lite với doanh số là 13 triệu chiếc. Một kết quả tốt nhưng không đủ để lọt vào top 10 toàn cầu. Xem đến đây rồi thì cũng đã kết thúc bản tin rồi. Tiếc gì một like, share và subscribe cho kênh channel của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!